Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Họ đã thua ở Triều Tiên, Việt Nam, Libya, họ cũng sẽ thua ở đây. Tư bản lớn chẳng cống hiến gì cho nhân loại ngoài chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quốc xã và sự nhạo báng con người. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết đã thua ở Việt Nam rồi cũng sẽ thua ở đây. Cái ác của phát xít ở phương Tây sẽ bị quét sạch. Bài viết của Sputnik Việt Nam Gennady Zyuganov, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, tuyên bố đã thua ở Việt Nam rồi cũng sẽ thua ở đây. Cái ác của phát xít ở phương Tây sẽ bị quét sạch. Diễn đàn chống phát xít quốc tế được tổ chức tại Minsk vào ngày 22 tháng 4. Tham gia sự kiện này là các đại diện từ đảng Cộng sản và các phong trào khác tới từ hơn 50 quốc gia. Lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nghị sĩ Duma Quốc gia, tuyên bố trước các phóng viên ở Min trước khi bắt đầu diễn đàn quốc tế chống phát xít. Phương Tây đã tiến hành chiến tranh chống lại Nga trong nhiều thập kỷ, nhưng họ chưa bao giờ thắng và sẽ không bao giờ thắng. Yuganov bày tỏ sự tin tưởng rằng có thể quét sạch cái ác của chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Ông nhắc lại rằng phương Tây đã tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga trong nhiều thập kỷ, và chưa bao giờ chiến thắng. Họ đã thua ở Triều Tiên, Việt Nam, Libya, họ cũng sẽ thua ở đây. Tư bản lớn chẳng cống hiến gì cho nhân loại ngoài chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quốc xã và sự nhạo bán con người. Zelensky đã biến từ một chú hề thành một món đồ chơi đẫm máu rùng rợn chuyên thực hiện những chương trình xấu xa nhất trong tay người Mỹ. Lãnh tụ Cộng sản Nga nhấn mạnh. Yuganov tuyên bố rằng Hoa Kỳ tuyên chiến với mọi thứ liên quan tới Nga, lịch sử, văn hóa, truyền thống Nga. Zelensky tham gia vào việc thực hiện kế hoạch ba ba của Hitler. Theo đó, chính đất nước Ukraine huynh đệ của họ bị ném vào cuộc tàn sát. Họ đã tự nguyện chịu sự kiểm soát của Đức Quốc xã Balenda. Nhưng con chó hung ác nhất của Đức Quốc xã, chính trị gia lưu ý